Em chào cả nhà, chúc anh chị mình một ngày thật là vui vẻ nha cả nhà. Hôm nay thì em lại lên tiếp cho cả nhà mình một cái cây nữa ha. Cây này là cái vàng lưỡi đỏ cánh tròn, vàng lưỡi đỏ nha cả nhà. Em sẽ chạy cái mặt bông lên màn hình luôn cho cả nhà mình tham khảo ha. Dòng này thì thôi, ui trời ơi nó mập mà nó ú nu luôn. Dòng này thì cây nó cao khoảng tầm 20-30 cm trở lên cả nhà ha. Anh chị mình để ý cái mầm nó ra ha, mầm ra cái nó cao lắm, nó mới mở đọt nè, mở lá nè. Đó thì cái dòng này thì cả nhà mình dâm á, bông nó rất là khỏe nha. Dòng này ví dụ cây nó lớn như vậy thì dâm mình dâm bông nó khỏe lắm. Hiện tại thì hàng này giá rẻ nha, em giao lưu với cái nhà mình giá chỉ có 55.000 một chậu thôi. Giá rẻ ha, giá khuyến mãi luôn á, tại vì cái lô này nó cây nó quá đẹp nên chia sẻ cho cái nhà mình chơi cho lấy thương hiệu á. Rồi cảm ơn cái nhà đã đến với video của em ngày hôm nay. Cái nhà mình đặt hàng thì cứ liên hệ giúp em qua số điện thoại là 0392312398 nha các nhà. Cách mà thay giá thể thì anh chị mình thay là mình về mình cứ rút cái vỏ nhựa này ra nè, cái chậu nhựa này ra, cái nhà mình thay qua cái vỏ lớn hơn rồi mình thêm giá thể thôi, không cần phải cắt tỉa gì hết anh nhé. Rồi anh chị mình phun phân kích rễ ở đây, cái đầu rễ nó ra xanh lè rồi cho nên nó ra về là nó ăn phân tiếp rồi. Nhằm cái yên tâm về chơi thoải mái ha. Cái dòng này thì nó dễ chăm, dendro mà dễ chăm mà lại dễ bông. Thí dụ như nó đứng ngọn như thế này nè, anh chị thấy nó ra bông bối rồi, tụi em phải bẻ bông bối đi dưỡng cái mầm này cho nó mập nè cả nhà ha. Đó cho nên anh chị mình về chăm lại là cái bông nó rất là đã luôn. Đó thì hôm nay chia sẻ cái nhà mình để anh chị mình về chăm thì mình một tuần tưới phân một lần. Thì phân cái NPK hay là những cái dòng phân hữu cơ của Úc cũng được anh chị ha. Thì những cái dòng phân đó thì nó cây nó mập và nó tốt, nó dài dừa bông lắm. Cho nên cái nhà mình có quan tâm thì cứ liên hệ giúp em qua số điện thoại thì em sẽ hướng dẫn cụ thể cho cái nhà mình tham khảo chơi ha. Giờ cái sản phẩm phân bón cũng như là hoa lan thì bên em hôm nay giới thiệu với nhà mình là cái lô cây của cây vàng lưỡi đỏ. Vàng lưỡi đỏ này là cánh tròn, hoa rất là đẹp luôn, cho nên cái nhà mình đặt hàng thì cứ liên hệ giúp em nha các nhà. Cái lá nó mở rất là đẹp nha các nhà. Rồi chúc cái nhà mình một ngày thật là vui vẻ nha các nhà. Cái nhà mình có quan tâm sản phẩm thì cứ liên hệ giúp em nha. Rồi em ship code là một combo là 3 chậu 165.000. Bên em không bao tiền ship anh chị ha. Cái nhà mình đặt hàng thì cứ liên hệ giúp em ha. Rồi cảm ơn cả nhà. Dòng này thì cây nó rất là mướt, rất là mập. Đó thì cái nhà mình này có thể quay cái gì là bán cái nấy nha. Em không có quay cái hình này rồi bán cây não nha nha. Nên em cứ yên tâm. Nhận hàng thì cái nhà mình khui ra kiểm tra. Ok thì nhận, không ok thôi ha. Rồi cảm ơn cả nhà đến video của em ngày hôm nay cả nhà. Chúc cả nhà mình một ngày thì vui vẻ. Cái nhà mình đăng ký kênh ủng hộ giúp Vườn Lan Minh Thắng nha cả nhà. Hiện tại thì bên em sẽ sắp tới về rất là nhiều dòng phân bón cũng như là hoa lan để mà phục vụ anh chị em mình chơi luôn. Mình chơi cái lan mình phải chăm sóc cho được cái lan luôn. Còn thắc mắc thì em sẽ live stream mỗi tối luôn để chia sẻ với nhà mình luôn ha. Thì cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh trong thời gian qua. Thì sắp tới em sẽ có những cái chiến dịch như vậy anh chị ha. Rồi cảm ơn cả nhà đến video của em ngày hôm nay. Xin phép cả nhà mình em xuống video nha cả nhà.